Sam có biết là mấy ngày hôm nay á thiếu chồng á là người em buồn như thế nào không? Buồn sao? Thì cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, bởi vậy á cảm thấy có lỗi với chồng quá trời luôn á. Đáng đời, ai biểu chịu tin chồng chi, chồng có nói là không phải rồi mà. Thôi được rồi, vợ xin lỗi nha. À vậy bây giờ chồng muốn vợ bù đắp cho chồng cái gì nè? Bù đắp hả? Ừ. Hay mình đi chơi đi. Tối nay hai mình đi chơi đi, để bù đắp lại những khoảng thời gian bị chóng vắng, bị chiến tranh lạnh, chiến tranh bùng nổ rồi. Duyệt luôn, dù sao thì vợ chồng mình á cũng làm quá trời rồi, mình phải nghỉ ngơi đi, đi chơi chứ đúng không? Bây giờ vô tắm rửa mặc đồ đẹp đi chơi thôi. Đi. Hello, chào mọi người. Tôi đến đây để giặt ủi. Giặt ủi hả? Anh thông cảm, bữa nay tiệm em nghỉ. Có gì ngày mai ghé giặt nha anh. Ôi, cái gì mà ngày mai? Hôm bữa đưa tôi cái phiếu nè, thấy không? Cái phiếu này là giặt đồ miễn phí. Hôm nay tôi tới đây là để giặt đồ, nghỉ là sao? À, dạ, không, cái phiếu này vẫn sử dụng được. Nhưng mà ngày mai á, anh quay lại giùm tụi em nha. Nhưng mà hôm nay tôi cần đồ. Nhưng mà bữa nay nghỉ. Ủa gì kỳ vậy? Ngày mai quay lại cũng được mà. Ngày mai anh quay lại đi. Nhưng mà ngày mai quay lại tôi lấy gì tao mặc? Ngày mai tính. Ngày mai tính. Ôi trời ơi, đồ bữa nay tính bữa nay, tự nhiên ngày mai tính là sao? Thôi ngày mai anh quay lại đi, rồi ngày mai có gì anh tới trễ một xíu nha. Tại vì ngày hôm nay vợ chồng em á đi chơi về có thể là trễ, cho nên là ngày mai mở cửa trễ nha. Tôi không biết nha. Là thấu đáo. Cái gì vậy? Dạ, đem về. Bye bye anh. Ngày mai ghé nha. Ghé trễ xíu nha. Không, nhưng mà cái phiếu này. Dạ, dạ, cái phiếu ngày mai tính nha anh. Đâu cái phiếu nào đâu anh? Nè, cái phiếu này là ngày... Rồi, ngày mai ghé lấy luôn, đi. Nè. Ơi. Ôi, nhiều đồ đẹp quá. Nhờ có con mình sẽ mua những cái đồ chơi này cho con mình chơi. Còn lâu. Ê, đi qua phía bên kia đi chồng. Ở bên đó có nhiều mỹ phẩm kìa. Ê, đẹp quá à. Công nhận mấy cái máy này nó vừa đẹp, nó vừa rồ nữa. Nó xịn hơn mấy cái máy cùi bắp ở nhà của chồng á. Em cũng thấy đẹp nữa hả? Ừ. Mình mua nha. Mua cái gì? Mua máy này hả? Mua game. Không. Anh nghĩ sao vậy? Tiền đâu mua game? Thì tiền mình có đó. Không. Em cũng khen đẹp mà. Thôi đi, nó không có mua rồi. Cái máy chơi game gì nữa hả, 1,000,000 bạc phung phí. Trong khi mình ở nhà mình giặt ủi có nhiêu tiền đâu. Anh phải biết tiết kiệm chứ, suốt ngày cứ... Đi. Chồng vô đây chồng ơi. Dạ, chào anh chị ạ. Anh sản phẩm mới của bên công ty em. Cái này là cái máy massage phải không anh? Dạ đúng rồi, cái này là máy massage da mặt. Sản phẩm này mới của bên công ty em. Chất lượng thì 10/10, sản phẩm bán chạy nhất hiện tại bây giờ đó anh chị. Thiệt luôn hả? Công dụng là gì vậy? Dạ cái này á là nó sử dụng bằng tĩnh điện phân ly. Cái này giúp massage da mặt trong một tuần lễ, giúp da mặt căng chắc và sáng mịn. Wow, trời ơi, nhiều công dụng vậy luôn chứ. Dạ. Trong vòng một tuần thôi hả? Dạ, đúng rồi, một tuần thôi chị. Bao nhiêu ạ? Dạ cái này hiện tại giờ là 3 triệu, đang sale giảm xuống còn 2 triệu. Cái gì? Trong sale gì mà 3 triệu? Trong khi kia là 1,5 triệu thôi à? Chồng cửa hàng của người ta mà chồng làm la làng như vậy? Trong kia mà quá trời luôn, còn cái máy bự, hai cái tay cầm nữa, người ta có 1,5 triệu. Mà cứ đi. Cái này có một cục này, mấy cục nhí này bán 3 triệu. Nhưng mà đang sale còn có 2 triệu à. Anh vô đóng gói giùm em đi, lấy giùm cái mới nha. Dạ. Anh cứ vô lên lấy giùm em đi. Làm cái gì vậy? Em thấy so sánh bị khối lượng về trọng lượng không? Cái kia một cục thừ lư, còn cái này có chút xí như vậy thôi à. Nhưng mà nó đẹp da, em muốn giữ thanh xuân của em không được hả? Sam la tiết kiệm rồi sao? Anh ơi, bỏ hộp cho em đi. Thích quá à. Vợ có máy rồi, tối nay vợ sẽ massage da mặt nè, cho da mặt nó căng, nó mịn nè. Đúng không? Không muốn luôn hả? Đúng thì thôi. Ngon quá à. Ê, mà tối nay vợ làm mặt á, là vợ sẽ làm cho chồng luôn, cho da mặt của chồng đẹp, đẹp có cái da mặt của vợ nhé. Đi. Em hãy vòng lên lại đi em. Vòng lại đi. Vòng nó làm gì? Mua game. Thôi,
cái trội game cái gì nữa, đã nói không là không rồi mà. Em kỳ quá à. Kỳ chỗ nào? Em không thấy bất công hả? Không, tại sao phải bất công chứ? Cái máy massage của em có vậy thôi mà hơn 2 triệu bạc, trong khi đó cái game của anh có 1 triệu rưỡi à, không mua là sao? Nhưng mà cái máy massage của em á, nó có rất là nhiều công dụng. Vừa nâng cơ nè, vừa giúp da mặt của mình nó săn chắc nè, mịn nè, xê kích lỗ chân lông nè. Còn cái máy game của anh á, công game của anh cũng có nhiều tiện lợi, nhiều công dụng chứ bộ. Thôi, ngoài cái công dụng chơi game ra còn công dụng gì nữa chứ? Trời. Anh á suốt ngày cứ ôm cái điện thoại chơi game hoài. Chơi game hoài gì, nhờ chơi game mình mới xóa được stress, mình không bị nhăn nhó, da mặt mình không có căng thẳng, không bị nhăn nhóm, không cần nghe máy massage nữa. Ồ nhưng mà anh làm cái gì stress? Bộ nữa bên vợ anh là stress vậy hả? Thì đúng rồi, em bất công quá mà bây giờ lên mua máy cho anh đi. Không, em không có mua đâu, tiền em giữ đây nè, em đố anh mua được luôn á. Em đừng có vô lý quá. Anh mới là người vô lý á, suốt ngày game. Xem mua máy massage cho em được, mà không mua máy game cho anh được. Cái máy massage này á, em mua em xài được, anh xài được luôn. Còn cái máy game của anh em đâu có xài được đâu. Thì bây giờ game của anh chỉ cho em chơi. Thôi. Em không bị nhăn nhó, không bị nhăn mặt nữa, đi lên mua cho anh đi. Thôi. Em có mua đâu, em giữ tiền rồi, em đố anh mua được luôn á. Em vô lý vừa vừa thôi chứ. Anh mới vô lý á. Em ích kỷ quá à. Bây giờ anh có về không? Lên mua game mới về, còn mấy không về. Em không mua, em giữ tiền đây rồi, đố anh mua được. Ích kỷ vô lý. Tôi không trở về á, có về được không? Đưa đây. Đưa đây cho em. Cái mối này để anh giặt cho, giặt nhanh hơn. Nhanh thì ẩu thôi chứ được cái gì. Nhưng mà anh giặt nhanh với thơm nữa, em hiểu không? Ủa, thơm thì bỏ nước thơm vô là thơm rồi, dễ mà, đơn giản mà. Đưa đây. Nhưng mà mấy cái đồ này là anh giặt hay hơn, em không giặt được đâu. Em là vừa đánh đá vừa làm biến nữa, đừng có nhờ bé này giặt. Tại ông đó, mất mối rồi thấy chưa. Em giành qua giành lại người ta mới sợ mới mất mối. Ủa, tôi, anh đừng có giành với tôi là đâu có mất đâu. Dạ, chào chị. Ở đây là tiệm giặt ủi hả anh? À, dạ đúng rồi ạ. À. Cho tôi giặt đồ, túi đồ của tôi. À, dạ, chị muốn giặt đồ đúng không? Mất mối đó. Em hân hạnh được giặt cho chị. Dạ chị à, em là phụ nữ giặt kỹ hơn, sạch hơn và thơm hơn ạ. Nhưng mà đàn ông em giặt nhanh hơn. Nhưng mà tóm lại là cái này là một tiệm hay là hai tiệm riêng biệt vậy? À dạ, một tiệm nhưng mà tụi em đã chia đôi rồi chị ạ. À. Một tiệm nhưng mà hai chủ. Dạ. Chị phải tin tưởng em, mình là phụ nữ với nhau mà, kỹ lưỡng rồi, lắm. Rồi rồi rồi. Mất mối nữa. Cô giặt cho tôi đi. Dạ cảm ơn sự tin tưởng của chị rất là nhiều. Em sẽ cố gắng giặt đồ cho chị thật là kỹ. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Quần áo có chất liệu vải khác nhau, cho nên là cô phải giặt nhiều chế độ khác nhau để đảm bảo đồ sạch mà không có hư độ co giãn của đồ của tôi nha. Với lại quan trọng nhất là đồ trắng giặt riêng, đồ màu giặt riêng để đồ trắng không bị lem màu. Chưa hết, tôi không có cần rẻ hay nhanh, tôi chỉ cần cô giặt kỹ và cẩn thận để đồ tôi mới là được. Dạ, chị yên tâm nha, mấy chuyện này em biết rõ mà. Khoảng thứ mấy tôi qua lấy được? Dạ, ngày mai là chị qua lấy được rồi chị. Em sẽ làm rất là nhanh và rất là kỹ cho chị luôn. Ok, cẩn thận là được nha. Dạ. Ok, mai tôi qua lấy. Dạ, dạ, cảm ơn chị nhiều, ngày mai nha chị nha. Dạ, bye bye chị đẹp. Lần này là gặp ca khó rồi đó. Có cần quyền trợ giúp gì ở chồng không? Chồng con gì ở đây? Tôi không thèm. Có khách nè, liu 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 liu. Hồi nãy thấy sách đồ là sang trọng lắm á, rách thư là không có tiền đền đâu nha vợ ơi. Có cần quyền trợ giúp gì ở chồng không? Cần không? Anh ơi. Không, không bao giờ giúp đỡ gì hết. Đặt đồ ăn tốn kém lắm. Mình nấu đồ ăn, mình ăn ở nhà nó tiết kiệm hơn nhiều. Đặt đồ ăn quan phí hả? Ủa, vậy chứ bình thường tôi nấu cho ăn á thì không ăn, bỏ đi chơi. Bây giờ đồ ăn là sao? Thích cái gì thì tự đặt đi, đây không có hầu hạ nữa đâu. Đặt đồ ăn thì đặt đồ ăn. Em nói kiểu giọng vậy giống như anh hành hạ em dữ lắm vậy. Dạ ăn bún đậu mắm tôm nha. Không, tính ăn gà rán à. Thời tiết này ăn bún đậu là ngon nhất. Ủa anh ngộ quá à. Không nghe người ta nói hả? Người ta thích ăn gà rán. Muốn chống đối hay cái gì? Trời sao lúc nào cũng làm căng vấn đề lên quá vậy. Ủa chứ bây giờ thích ăn gà rán bắt người ta ăn bún đậu sao mà ăn? Chứ giờ sao? Anh muốn ăn gì anh tự đặt. Tôi muốn ăn gì tôi tự đặt. Rồi vậy đi, mà anh ăn nói kêu. Ờ. Cãi lộn hoài mệt quá. Ai thèm cãi với anh. Đó em đặt cả. Cái gì vậy? Giao gì vậy em trai? Dạ em giao bún đậu à.
Trân trọng cảm ơn em rất nhiều. Đây, anh gửi tiền. Em có giữ tiền thừa. Cảm ơn em trai nha. Nhanh nhậu lắm chàng trai. À, thiệt là trời ơi, còn nóng hỏi luôn. Thúi quắc mùi mắm tôm luôn. Trời ơi, ngon muốn chết. Ăn không? Chồng cho miếng nè. Không thèm. Tranh thủ ăn chung đi, chứ sợ á, nhiều khi á, gà rán á, nó quỷ đơn hàng hồi nào không biết rồi đó. Nè nè nè, cái miệng bớt xui xẻo đi nha. Mà dù có cái món gà rán á, nó có bị hủy đơn đi chân nữa thì tôi cũng không thấy bạn muốn đậu đâu. Chồng lo cho vợ thôi mà. Ăn chung với anh đi, chứ mà để đói bụng quá hả? Trong bao tử á, nó tiết ra chất men, rồi xong rồi nó lát dạ dày, nó ung thư dạ dày luôn đó. Trời ơi, ngon quá trời luôn kìa. Măm 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 măm. Mùi mắm tôm thúi quắc, chịu gì nổi trời. Sao chịu không nổi? Tôi đâu có thèm ăn cái món này đâu. Ăn hồi hôi miệng lắm.